39. Thì ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ lâu. Số phận của mình đã sớm được đổi cho tam giới này bằng giao hẹn 3 ngày. Quá ra cuộc đời lớn lao hoành tráng có ý nghĩa là sự hy sinh như thế. Có lẽ Diệu Linh khi đó cũng có tâm trạng như mình lúc này nhỉ? Diệu Linh đã chọn dùng kiếm Bảo Nguyệt, cố gắng giữ lại một cơ hội sống cho Nguyệt Quang. Thế nên Nguyệt Quang thượng thần muốn mình dùng miệng luân chém chết Lạc Ca hoàn toàn. Liễu Sao, lựa chọn này quá tàn nhẫn. Lẽ nào ta lại muốn để muội sống đau khổ suốt kiếp ư? Có lẽ để ta lựa chọn giúp muội mới là lựa chọn tốt nhất. Liễu Sao thượng tiên về rồi, nói với cô ấy ta đang bế quan dưỡng thương, ta sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện. Ôi chao, sao thế Lạc Ca? Thương xót tiểu tân nương của ngươi à? Cấm miệng! Ngay cả Nguyệt Quang cũng không làm được, ngươi nghĩ ngươi có làm được không? Nguyệt Quang thượng thần không thể giết chết ngươi, chẳng qua là do lòng nhân từ của Diệu Linh. Lần này Liễu Sao nhất định có thể diệt trừ ngươi. Tiếc là ngươi không còn thời gian nữa. Tam giới rồi sẽ là của ta. Sao vẫn còn mang theo nó? Đeo nó có thể luôn luôn nhắc nhở ta rằng ta đã làm gì với huynh, và cả đã làm gì với Lạc Ninh. Không cần đeo nó, nếu để có thể giữ được tấm lòng son chính trực lương thiện thì với ta, với Lạc Ninh là đủ rồi. Xin lỗi. Cho dù tương lai ra sao cũng phải nhớ trách nhiệm huyết mạch yêu dương của đệ. A Phù, bảo vệ tốt cho tộc nhân chính là sứ mệnh quãng đời còn lại của đệ. Dân, A Phù biết rồi. Lạc Ca, chúng ta đã hứa rồi, người ta gả chỉ có thể là huynh. Ta tin huynh nhất định sẽ quay về.
Liễu Sao, Khana, ta còn tưởng huynh sẽ không đến chứ. Mùi và Lạc Ca thành thân, sao ta lại không đến được? Chỉ là lần này đến tiên cư, có vài chuyện vướng bận ở yêu cảnh, nên ta đến muộn một chút. Không muộn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ thứ này là thích hợp, là món quà tặng muội khi thành thân nhất. Thiên sát thanh linh đằng. Thanh linh đằng này sinh ở nơi cực hàn, hình như chỉ có trong hồ quá cốt mới có. Khana, huynh làm sao lấy được nó vậy? Trong yêu cảnh cũng có chỗ giống hồ quá cốt, nhưng Liễu Sao à, muội phải nhớ kỹ, muốn luyện quá linh đằng này thì bắt buộc phải tới yêu cảnh. Khana, cảm ơn huynh. Liễu Sao, cho dù xảy ra chuyện gì, ta và Lạc Ca đều ở phía sau muội. Nhất định phải bình an. Khana, có phải huynh đã có kế hoạch gì không? Qua hôm nay muội phải mau chóng tới yêu cảnh luyện quá thanh linh đằng, lấy lại thần nguyên diệu linh. Hãy tin Lạc Ca, huynh ấy sẽ không bỏ mặc muội một mình đâu. Được rồi. Liễu Sao, từ hôm nay trở đi, cô chính là của bổn tọa rồi. Lạc Ca thượng thần, còn chưa làm lễ xong, mong ngươi tự trọng. Cô dám trái ý ta? Nhưng mà cô càng như thế thì ta càng thích. Lạc Ca thượng thần nhân phẩm cao thượng, luôn tuân thủ lễ nghi, tất nhiên sẽ không so đo. Được, vậy thì chúng ta tuân thủ lễ nghi. Tiểu tân nương của ta, xin mời. Tiểu tân nương của ta, cô muốn chết à? Hay là cô muốn đám người tiên cư này cùng chết với cô? Lạc Ca đâu? Chỉ cần cô ngoan ngoãn thành thân với ta, đồng thời hầu hạ ta thật tốt, ta có thể cho hắn ta gặp cô một lần. Hôm nay bổn tọa rất vui, ta khuyên cô nên phối hợp với ta đàng hoàng. Ta không muốn ngày vui lớn này lại dùng máu của bọn họ để tế đâu.
Tiểu mỹ nhân, cô nghĩ sao? Hôm nay là ngày vui lớn của bổn tọa. Đừng ngẩn ra đó nữa, uống rượu. Rót rượu. Cô đến rót đi. Hắn thế này cũng quá đáng quá rồi. Chúng ta cứ ngồi như thế này sao? Nên im lặng quan sát trước đã. Rót tiếp đi. Thượng thần, có chuyện gì? Khana có một chuyện muốn thưa. Chuyện liên quan tới Diệu Linh và thần nguyên Diệu Linh. Nghe nói Diệu Linh thượng thần từng lưu truyền một vài bí mật có liên quan tới ngài, qua bí pháp nào đó. Bí mật có thể mời thượng thần dời bước tới cung Trùng Hoa để nói không? Ta lại muốn xem thử Yêu Quân có bí mật gì không thể công khai đây. Liễu Sao, chờ ta nhé. Nếu Diệu Linh để lại bí pháp có thể chế ngự tà vật này thì ta đã sớm nhìn thấy trong miệng luân rồi. Hay là đây chính là điều huynh ấy nói, Lạc Ca sẽ ngăn không cho hôn lễ này thành công. Nói đi, Diệu Linh đã nói những bí mật gì với ngươi? Thông qua bí pháp, có phải thượng thần thắc mắc lắm không? Vạn năm trước, rõ ràng thần nguyên Diệu Linh đã bị Diệu Linh phong ấn. Nhưng sau này, tại sao nó lại thức tỉnh trong cơ thể Liễu Sao? Diệu Linh đã khơi dậy nó bằng bí pháp. Không, ta nghe Liễu Sao nói, là Nguyệt Quang thượng thần khơi dậy nó. Không thể nào. Từ vạn năm trước, Nguyệt Quang thượng thần đã người dám ám hại ta.
Khana. 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 Khana, huynh tỉnh dậy đi. Khana. 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 Liễu Sao, đừng buồn. Ta chỉ không muốn, không muốn tà vật kia dùng danh nghĩa Lạc Ca làm hại muội, làm hại người đời. Khana, thế nên, thế nên ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, không hề, không hề hối hận. Nhưng ta hối hận rồi. Ta hối hận ban đầu đã nhặt con cá đó. Liễu Sa cô nương, ta tên A Kha, là yêu của cô. Nếu ta không nhặt con cá đó, huynh cũng sẽ không như thế này, cũng sẽ không có kết cục như hôm nay. Huynh từng nói mặt ngọc sen mắt phượng này chỉ có yêu hậu mới có thể dùng. Hy vọng đến ngày lời nguyện được hóa giải, huynh và Lạc Ninh đều có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ta rất muốn nghe lời muội tặng mặt ngọc sen mắt phượng này cho yêu hậu của ta. Tiếc là, tiếc là cuối cùng ta vẫn không tặng được nó đi. Khana, chỉ đành để lại cho muội làm kỷ niệm thôi. Xin lỗi, nó không thể, không thể gọi yêu của muội được nữa. Ta không cần gọi huynh, ta chỉ muốn huynh sống tốt. Khana, 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 đừng ra đi, có được không? Liễu Sao, đừng khóc. Yêu của muội nguyện dùng thể xác, tính mạng này đổi cho muội cả đời bình an. Khana, Khana. Khana, Khana. Khana, 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 Khana. Cô hãy mang tu đua này theo bên người. Sau này khi cần ta, chỉ cần gọi tên ta thì ta sẽ xuất hiện. Khana, sao lại đến đây? Cô gặp nguy hiểm, xem mắt phượng ác sẽ kêu gọi ta. Cô vẫn ổn chứ? Liễu Sao, lần sau nếu lại thiếp đi thì phải nhắc nhở bản thân nhất định phải tỉnh lại. Có người thương cô, yêu cô, có tính mạng của cô còn quan trọng hơn bản thân.
Rana, Rana, đủ rồi. Có gì mà khóc chứ? Vì tiểu tình nhân của cô không thể giết chết ta sao? Ngươi câm miệng. Sao hả? Cô muốn báo thù cho Kana à? Đúng, ta muốn báo thù cho Kana đấy. Ta phải đòi lại công bằng cho Lạc Ca. Người không có tư cách dùng thân thể của anh ấy là bất cứ chuyện gì, hại bất cứ ai trên đời này. Nhưng bây giờ ta chính là Lạc Ca. Ta có thể dùng đôi tay của hắn trừng phạt huynh đệ tốt nhất của hắn, giết người bạn thân nhất của hắn, thậm chí còn cưới nữ nhân hắn yêu nhất. Cô có thể làm gì được ta? Ta giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào trên cõi đời này. Xem ra hôm nay ta không cho cô cơ hội ấy thì cô còn chưa hết hy vọng. Vậy thế này đi, chúng ta đánh cược, cược xem cô có thể giết thượng thần như ta không. Liễu Sa thượng tiên. Được, ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ làm được. Nếu cô không làm được thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm thê tử của ta, mỗi ngày đều phải hầu hạ ta, không được có ý đồ khác. Cô dám chấp nhận không? Được, ta chấp nhận. Vậy thì ta sẽ cho cô 3 ngày. Nếu cô dám thất hẹn hoặc sau khi xong việc không tuân thủ, ta sẽ cho người nhà cô, bạn bè cô và cả Tiên Cơ và Lạc Ca để ý, thậm chí là cả tam giới đều chết không có chỗ chôn thay. Ta sẽ không thất hẹn. 3 ngày sau ta sẽ chém chết ngươi triệt để. Sau khi huynh trưởng từ Tiên Cư về để dặn dò ta một số chuyện, A Phù, nếu có một ngày ta gặp bất trắc, để phải dốc hết sức mình bảo vệ tốt cho Liễu Sao, giúp cô ấy thăng thành thượng thần, phong ấn tà khí. Huynh ấy và Lạc Ca đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Vậy cái chết của Kana cũng nằm trong kế hoạch của họ ư? Bọn họ một chết một bị tiêu diệt, chỉ để tạo ra một khả năng chiến thắng. Liệu sao? Cô chính là tia hy vọng của họ. Nhất định đừng để bọn họ hy sinh vô ích. Đừng để tam giới, tộc nhân, người thân bạn bè mà họ muốn bảo vệ đều bị tà khí hủy diệt. Kế hoạch bây giờ là cô phải mau chóng luyện hóa thanh linh đằng, phá vỡ phong ấn thần nguyên, thăng làm thượng thần, chế ngự tà vật. Nhà đầu, đại lão đã chăm cứu giúp cô khơi thông kinh mạch, có thể hỗ trợ thanh linh đằng giúp cô phá vỡ phong ấn, nhưng cũng sẽ khiến cô đau đớn hơn. Cô phải chịu đựng chút,
Trong đó chẳng có động tĩnh gì, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ta vào trong xem sao. Không cần đâu. Để ta vào đi. Đừng để ông ta vào. Người này là dặn vô tiên ông thật sự. Liễu Sao Thượng Thần cũng coi như có chút thú vị đấy. Không uổng công ta chờ cô 3 ngày. Vừa nghĩ đến ngươi dùng danh nghĩa Lạc Ca sống thêm 3 ngày, ta lại thấy ghê tởm. May mà hôm nay sẽ kết thúc. Lạc Ca, Liễu Sao, Liễu Sao, ta nhớ ta từng hỏi muội, nếu muội là Diệu Linh Thượng Thần, muội sẽ lựa chọn như thế nào? Ta không muốn muội dao động, thế nên huynh vẫn luôn giấu ta, là muốn để ta cho rằng thứ ta chém là trái tim tà vật kia, chứ không phải trái tim huynh ư? Bây giờ ta là Lạc Ca, nhưng qua đêm nay ta sẽ là tà vật, sẽ khiến tam giới rơi vào bóng đêm vĩnh hằng, sẽ khiến tất cả bách tính trong thiên hạ đều diệt vong. Liễu Sao, muội hiểu rõ ta, cũng yêu ta sâu đậm, biết ta thà rằng hồn bay phách tán, cũng không muốn bản thân rơi vào tình cảnh ấy. Người giết Hana là tà vật kia ư? Đúng vậy. Nếu muội không ra tay được, nó sẽ giết tất cả mọi người trong tiên cư. Thế nên từ sau khi Khana chết, huynh vẫn luôn tỉnh táo, tỉnh táo đốc thúc ta thành thượng thần, chính là hy vọng có thể để ta giết huynh, phong ấn tà vật kia ư? Xin lỗi, chuyện này chỉ có muội mới có thể làm được.
Hana có biết không? Cái chết của Hana và mọi chuyện xảy ra sau đó đều là mưu kế của ta và Hana. Hana, không bao lâu nữa Lạc Ca mà huynh gặp lại có thể sẽ không phải Lạc Ca thật. Chúng ta đều có người cần bảo vệ, tộc nhân và yêu cảnh của ta, tiên cư và tam giới của huynh. Ta đã sắp hết thọ mệnh, nhưng cho dù ta chết cũng không thể tha thứ cho việc người ta quan tâm bị tà vật kia chà đạp. Ta có thể không tồn tại nữa, nhưng ta cũng không thể cho phép cho tà vật kia lấy danh nghĩa của ta dẫm đạp lên mọi thứ ta trân trọng. Nếu chúng ta hợp tác cùng liều mạng một phen, liệu có mấy phần thắng? Không có nửa phần. Cái gì? Nhưng nếu Liễu Sa có thể tu thành thượng thần, sẽ có thể chém chết ta, được truyền lại thuật phong ấn sức mạnh diệu linh, thì sẽ phong ấn được tà vật kia dưới bia tứ quý. Nếu như vậy, tam giới và mọi thứ chúng ta muốn bảo vệ, mọi thứ mà chúng ta quý trọng, đều có thể an toàn. Cho dù Liễu Sao thăng thành thượng thần, cũng không phải đối thủ của tà khí kia. Huống hồ tà khí ở trong tim huynh, chém chết tà khí cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt đường sống của huynh. Liễu Sao không nỡ ra tay với huynh đâu. Vậy nếu như ta giả thành Hắc Nguyệt Quan để cô ấy chém chết thì sao? Cô ấy quá thông minh, không dễ bị lừa thế đâu. Trừ khi Hắc Nguyệt Quan thực sự xuất hiện. Đồng thời giết người bạn mà cô ấy coi trọng nhất. Trước đêm thành hôn, ta đã sắp không khống chế được tà khí của mình. Để bảo tồn thực lực của mình, ta đã tự phong ấn nó. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Hana đã giao hẹn với ta. Huynh ấy nói huynh ấy sẽ đối phó với tà vật ấy. Nếu huynh ấy chết, huynh ấy nhất định sẽ truyền sức mạnh thủy nguyên cho ta. Thủy nguyên của Hana có sức mạnh thanh lọc trái tim, có thể khiến ta tạm thời tỉnh táo, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giữ được 3 ngày. Hana đã hy sinh tính mạng bản thân để giúp ta có được 3 ngày, giúp muội có cơ hội tu thành thượng thần, có cơ hội phong ấn tà khí. Tại sao? Tại sao phải hy sinh hai người chứ? Hai người có từng nghĩ dù kế hoạch này thành công hay thất bại thì hai người đều sẽ chết không? So với tam giới thái bình, bách tính bình an, thì tính mạng của bọn ta chẳng đáng là gì. Liệu sao? Ta tin muội, muội nhất định sẽ không phụ lòng ta và Hana, đúng không? Huynh đừng khích ta, ta sẽ không trách huynh đã giấu ta đưa ra quyết định này. Vì chuyện ta làm sao đây cũng không định xin phép huynh đồng ý. Liệu sao? Huynh chết thì tà vật kia cũng chưa chắc đã chết, cũng có thể nó sẽ phá vỡ phong ấn. Nhưng nếu ta chết thì nó sẽ hoàn toàn biến mất cùng với ta. Lạc Ca, nhớ lúc huynh còn là Lục Ly, huynh biết tính toán nhất lựa chọn như thế nào thì huynh còn rõ hơn ta nhỉ?
Không được. Không được. Không được. Tà khí thuộc âm, xung khắc với thần nguyên diệu linh. Nếu cô hút nó vào thì sẽ cùng chết chung với nó. Ta sẽ chết, nhưng Lạc Ca sẽ sống. Tự cô quyết định đi. Không được. Không được. Liễu Sao, cô không phải cái bóng của Diệu Linh. Chỉ có cô mới có thể kết thúc mọi chuyện. Liễu Sao, vạn năm trước Diệu Linh đau đớn giết người mình thương, vạn năm sau cuối cùng Liễu Sao cũng có thể bảo vệ huynh. Ta không cần muội bảo vệ, ta không hối hận. Huynh cũng đừng trách ta được không? Dù sao cô độc sống tiếp còn tàn nhẫn hơn chết rồi không hay biết gì gấp nghìn lần. Liệu sao? Xin lỗi Lạc Ca. Không. Liệu sao? Liệu sao? Ta sẽ không để muội chết đâu. Không đâu. Ta sẽ không để muội chết. Lạc Ca, có thể đưa ta đi thả đèn cầu nguyện một lần nữa không? Liễu Sao, muội còn nhớ ước nguyện ban đầu không? Mong sớm sớm chiều chiều đều như hôm nay, đều như hôm nay. Mong bên nhau trọn đời, mong bên nhau trọn đời. Mãi không chia lìa, mãi không chia lìa. Bổn thượng tiên đồng ý. Thật ra chúng ta cũng coi như thực hiện được rồi. Mùi xem, bây giờ chúng ta đã ở bên nhau. Chỉ là đời này của ta hơi ngắn. Lạc Ca thường tiên cũng đồng ý lời thề hôm đó rồi. Hay là Lạc Ca thượng thần cũng ước một điều đi. Được. Ta ước mong đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Mong sớm sớm chiều chiều mãi không chia lìa. Ta đồng ý.
Liễu Sao, muội đã đồng ý rồi thì ta sẽ tin. Ta chờ muội đời đời kiếp kiếp, chờ muội sớm sớm chiều chiều. Muội không được nuốt lời, đừng để ta chờ lâu quá, được không? Thế là Lạc Ca thượng thần cứ thế rời khỏi Tiên Cư ư? Đúng vậy. Sau khi ngài ấy chữa khỏi cho Trác công chủ thì cứ thế ra đi, chưa từng quay về. Tại sao lại không về? Nghe nói ngài ấy đang tìm một con chim ba chân, là kim ô ba chân. Đó là phân thân của Liễu Sao thượng thần. Có người nói kim ô ba chân đó vẫn luôn theo sau Lạc Ca thượng thần, nhưng không biết vì sao hình như Lạc Ca thượng thần không nhìn thấy nó, vẫn luôn đi tìm. Cho dù quanh đi quẩn lại bao nhiêu lần, ta đều sẽ nhận ra huynh, theo sát huynh đời đời kiếp kiếp. Huynh không được trốn đâu đấy. Ta sẽ không trốn đâu, cả đời cũng sẽ không trốn. Muội muốn đời đời kiếp kiếp theo sát ta, ta cũng sẽ không để mất muội đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.